Về hưu, có bao nhiêu tiền tiết kiệm cũng đừng dại mua nhà cho con. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi nội dung trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, dân ta vẫn có câu cá chuối đắm đuối vì con, nhằm chỉ tình yêu và sự hy sinh cao cả của cha mẹ dành cho con cái. Cũng bởi vậy mà không ít bậc sinh thành đã dưỡng bọc các con mình từ lúc bé thơ đến tận lúc trưởng thành khôn lớn. Con than mệt, mẹ cơm bưng nước rót tận nơi, con cần xe mới, cha xốc cạn túi để con được lên đời. Con làm ăn thất bát, mẹ cha lại đồng lòng tiếp sức giúp con vượt ải khó. Thậm chí không ít ông bố bà mẹ còn lấy hết tiền tiết kiệm dùng để dưỡng già của mình, để đưa cho con mua nhà, cưới vợ hoặc lập nghiệp. Với sự đắm đuối vì con như thế, không ít người đã đánh giá là sai lầm. Các bậc sinh thành không cần phải hy sinh như thế. Dù có thương con tới mấy thì cũng phải để tiền lại phòng thân, kẻo có ngày hối cũng không kịp. Vậy khi về hưu, con nên dại dột dốc hết tiền tiết kiệm để mua nhà cho con hay không? Bi kịch nào sẽ xảy đến trong trường hợp này? Và cha mẹ cần phải làm gì để giữ cho mình một đường lui? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay của Ngẫm Sự Đời để tìm hiểu chi tiết nhé. Vâng thưa quý vị, trước khi vào nội dung chính thì tôi xin được chia sẻ một câu chuyện sau đây của một vị phụ huynh có tên là Nguyên, 65 tuổi ở Hà Nội. Theo chia sẻ của bác Nguyên thì vợ chồng bác đã về hưu, tổng lương hưu của cả hai bác là 17 triệu đồng. Nơi bác ở thì chi phí sinh hoạt không cao, nên với số tiền lương này, vợ chồng bác có thể thoải mái chi tiêu mà không cần quá chắt bóp. Nhưng vì con trai nên bác đã không thể tận hưởng cuộc sống như những người già khác. Theo đó, khi con trai bác chuẩn bị kết hôn, anh ấy nói với bác rằng anh muốn mua một căn hộ ở Hà Nội để ở riêng. Ngay vậy, bác cảm thấy rất căng thẳng. Giá nhà Hà Nội cao ngất ngưỡng. Nếu mua một căn nhỏ khoảng hơn 50m2 cũng phải 1 đến 2 tỷ đồng tùy khu vực. Nhưng con trai bác sau này dự định sẽ ở đó lâu dài. Con dâu cũng làm việc ở thành phố. Hơn nữa, anh chị còn sinh con đẻ cái nên phải có nhà để an cư lập nghiệp. Thậm chí là một căn không được bé quá để các cháu sau này còn có không gian phát triển. Vì vậy, bác đã rút hết tiền tiết kiệm của mình được khoảng 800 triệu, vợ bác góp 200 triệu và con trai bác góp được 300 triệu. Số tiền này tuy rằng rất lớn đối với gia đình bác, nhưng hàng tháng vẫn phải trả góp thêm mới đủ. Trong khi đó, lương của các con bác chỉ đủ dùng cho sinh hoạt chứ không dư giả bao nhiêu. Bác Nguyên bảo, bác cảm thấy mình không thể thờ ơ được nên quyết định đi tìm việc để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho con trai, cũng như rút ngắn thời gian trả hết tiền nhà. Như các bạn đã biết, không dễ để một người ở độ tuổi của bác Nguyên tìm được việc làm. Bác ấy chỉ có thể đi ship hàng hoặc làm xe ôm công nghệ, nhưng sức khỏe không cho phép. Bác lái xe từ sáng đến tối, nên sau cùng bác đã xin được một chân bảo vệ cho một siêu thị điện máy. Công việc không quá mệt mỏi như bác nghĩ, nhưng trong tuần sẽ có khoảng 3 buổi phải trực tối, ngủ lại qua đêm ở siêu thị. Hàng tháng, bác nhận được khoảng 6,5 triệu đồng, cộng với số tiền lương của hai vợ chồng thì tổng là 23 triệu. Sau đó, hai bác trích ra 15 triệu đưa cho con trai trả tiền lãi. Còn 8 triệu, hai vợ chồng cố gắng tiêu pha rẻ rèn, cũng không quá cực khổ. Bác Nguyên ngậm ngùi cho hay, đôi khi tôi nhìn thấy những người cùng tuổi đi với các con, các cháu đến siêu thị mua đồ mà ganh tị. Họ vui vẻ và hạnh phúc lắm. Hay những người bạn dưới quê của tôi, họ mỗi ngày đều đi tập dưỡng sinh, đánh cờ tướng, thỉnh thoảng lại tụ tập ăn uống hoặc du lịch. Nghĩ đến thân mình vẫn còn phải đi làm thuê, làm mướn, tôi có đôi chút chạnh lòng. Nhưng nghĩ đến con trai, tôi không còn cách nào khác là phải tiếp tục làm việc chăm chỉ. Rồi một năm sau thì bác mới phát hiện ra một sự thật cay đắng. Cụ thể là vào sáng hôm đó, sau khi kết thúc ca làm việc ban đêm và bàn giao lại cho những người trực tiếp theo, bác nhấc điện thoại lên để nhắn thông báo chuẩn bị về nhà cho vợ như mọi lần. Bỗng nhiên, màn hình điện thoại sáng lên, đã nhận được một tin nhắn. Bác bấm vào
thì thấy đó là phiếu lương của con trai. Con số lớn hơn rất nhiều so với bác tưởng tượng, chứ không hề ít như anh vẫn nói. Chưa kể, nếu cuối tháng làm việc tốt còn được nhận phần trăm lợi nhuận, rồi thưởng lễ Tết. Bác thầm nghĩ, con trai đã nói dối mình. Thậm chí 2 tháng trước, bác có dò hỏi con trai dạo này có lương, có được tăng lên không, thì anh vẫn nói chẳng nhìn hơn được chút nào, rồi than đau đầu vì nợ nần. Khi bác đang mải suy nghĩ ra trăm ngàn lý do để con phải nói dối bố mẹ, thì con trai lập tức thu hồi tin nhắn lại và im lặng. Bác Nguyên khi đó đã vừa cười vừa chảy nước mắt. Cười vì bản thân quá ngốc, cười vì bộ dạng của mình lúc này thật đáng thương. Nghỉ hưu rồi vẫn lóc cóc đi xin việc, rồi làm bảo vệ đến đêm không dám ngủ. Khóc vì uất ức, vì buồn sầu khi có một người con như vậy. Bác thầm nghĩ, 2 năm qua tôi và vợ không dám phung phí một đồng, lúc nào cũng chăm chăm tiết kiệm để gửi tiền cho con. Chúng tôi không mua quần áo mới, thỉnh thoảng bạn bè rủ đi chơi cũng từ chối khéo vì lo tốn tiền. Thậm chí tôi có bệnh đau lưng chỉ dám vào viện khám rồi mua thuốc ở bên ngoài hoặc uống giảm đau tạm thời để giảm chi phí. Hóa ra những nỗ lực của tôi là không xứng đáng. Anh con trai sau đó có gửi tin nhắn để kiểm tra xem bác đã đọc được bức hình mà anh gửi nhầm chưa. Bác Nguyên lúc này không trả lời ngay vì không biết ứng xử ra sao. 10 phút sau bác mới nói, con trai có chuyện gì thế? Vừa rồi bố đang làm việc nên không nhìn điện thoại. Con gửi gì cho bố mà thu hồi lại thế? Anh con trai bác đã trả lời ngay, không sao đâu, con gửi nhầm. Bố ơi, bố cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình khi làm việc nhé. Khi nhìn thấy câu này, bác đã bật cười. Bây giờ bác mới nhận ra rằng con trai bác dẻo miệng quá. Anh ấy lúc nào cũng nói thương bác, sợ bác vất vả, nhưng chẳng bao giờ từ chối khi bác đưa tiền. Đặc biệt, anh chỉ muốn bác chuyển khoản cho tiện. Khi bị dục đưa vợ con về thăm ông bà, thì anh lại khất lên khất xuống. Vài lần hẹn mới về, mà về cũng chưa từng mua quà cho bố mẹ. Còn khi đi thì vợ chồng bác sắm đủ thứ gửi cho cháu. Trước sự thật phũ phàng này, bác Nguyên đã đưa ra một quyết định phải gọi là sáng suốt cho mình. Bác bảo, tôi quyết định từ nay về sau sẽ không gửi trợ cấp cho con trai mình nữa. Tôi đã cho chúng quá nhiều trong suốt thời gian qua. Tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình, chưa kể kinh tế của con trai tôi tốt như vậy. Dù cuộc sống của nó không vừa ý, cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi không thể chịu trách nhiệm về cuộc sống của nó. Bây giờ, tôi không có nhiều tiền tiết kiệm, nên tôi phải lên kế hoạch cho bản thân. Sau này, tôi sẽ tiếp tục làm công việc bảo vệ. Số tiền lương sẽ dành dụm để dưỡng già cho 2 vợ chồng. Tôi mới 65 tuổi, sức khỏe tốt, vẫn có thể làm việc thêm vài năm nữa. Do đó, mà vào 3 ngày sau, anh con trai nhắc bác gửi tiền vì chưa nhận được như mọi tháng. Bác đã cười khẩy, nhưng không muốn lật tẩy mà chỉ nhắn lại tin nhắn thoại với nội dung: con trai, tiền tiết kiệm của bố mẹ đã dùng hết để mua nhà cho con rồi. Bố mẹ già rồi, nếu bệnh tật gì đó thì bố cũng không kiếm được tiền. Bố đã giúp đỡ con suốt 2 năm nay. Còn bây giờ bố không thể tiếp tục chu cấp cho các con nữa. Các con đã hơn 30 tuổi, hãy học cách tự nuôi sống chính mình. Anh con trai nghe xong tin nhắn thoại đó, dường như đã biết được bố mình đã nhìn thấy bức ảnh mà anh gửi ngày hôm trước, nên đã bình tĩnh chấp nhận sự thật này và nói xin lỗi bố rất nhiều. Và lúc này, bác Nguyên đã rút ra kinh nghiệm cho mình rằng, dù cha mẹ có thương con đến đâu, cũng nên để dành một chút cho mình, chứ không nên tiêu tất cả cho con cái. Bác bảo, bác thật may mắn vì đã phát hiện ra điều đó sớm. Mặt khác, bác vẫn còn sức khỏe nên vẫn có thể kiếm được tiền, và bản thân vợ chồng bác lại còn có lương hưu. Nếu bác không có lương hưu và không có khả năng kiếm tiền, thì sau này bác không biết phải sống như thế nào nữa. Vì vậy, bác Nguyên bảo, người già tuy không tiếc công sức giúp đỡ con cái, nhưng phải có chừng mực và chừa đường lui cho mình. Vâng, quả thực đắm đuối vì con như trường hợp của bác Nguyên thật là một sự đắm đuối vô ích, phải không quý vị? Như bác ấy nói, cũng may là bác sớm biết sự thật, chứ nếu kéo dài tới 5 năm, 10 năm,
thì thực không biết anh con trai kia thương bố mẹ tới mức nào nữa. Vậy nên khi đã về hưu thì có những điều sau đây quý vị tuyệt đối không nên làm với con cái của mình. Thứ nhất là không giao hết tài sản, tiền tích cóp cho con cái. Nhiều bậc cha mẹ không cảnh giác với con cái, thấy con cần tiền nên cho con hoặc cho con vay khoản tiền tiết kiệm hưu trí mà không suy nghĩ. Đến thời điểm muốn tiêu tiền thì mới hỏi đến. Xong, thường khi hỏi lại con, các bậc cha mẹ sẽ không lấy lại được khoản tiền này. Thậm chí có nhiều người con coi việc bố mẹ cho tiền mình là điều đương nhiên, nên bản thân nghĩ không có nghĩa vụ phải trả lại. Theo các chuyên gia tâm lý, thì khi đến những tháng năm bên kia con dốc của đời người, thì chúng ta cần phải học cách để cho bản thân một đường lui. Tài sản của bản thân sẽ như một pháp khí để an hưởng tuổi già. Thế nên các bậc cha mẹ tuyệt đối không giao tài sản của mình cho con cái khi chưa qua đời. Nếu làm như vậy, chẳng khác nào bạn chủ động cho con cái mình một cuộc sống dễ dàng và tự đặt mình vào thế bị động. Người khôn ngoan sẽ chỉ giao tài sản, tiền bạc cho con cái ở thời khắc họ gần đất xa trời nhất. Điều này không chỉ tránh được rủi ro tài sản bị con cái tiêu xài phung phí, mà còn giúp bạn đủ khả năng chi trả các khoản dịch vụ hưu trí nếu con cái bất hiếu. Chỉ khi cha mẹ giữ được tài sản trong tay thì con cháu mới kính nể. Đặc biệt trong những gia đình đông con, cha mẹ thường nói: hãy vì mình là nhất, cứ mãi lo cho con cái rồi chẳng còn xu nào. Thực tế trong một số gia đình giàu có, vì muốn được chia tài sản nhiều hơn, một số người con bất hiếu tranh nhau chăm sóc bố mẹ để được hưởng lợi. Song thực tế sâu thẳm bên trong họ chẳng mong muốn báo hiếu phụng dưỡng đến như vậy. Thế nên nếu muốn có những ngày tháng tuổi già an yên, bạn chỉ nên nắm chắc tài sản của mình để có thể trang trải khi không còn khả năng lao động. Thứ hai là không vì con mà vắt kiệt sức lao động tuổi già. Trong cuộc sống hiện nay, một số lượng lớn các ông bố, bà mẹ đã về hưu vẫn tiếp tục làm việc. Họ làm việc không mệt mỏi chỉ để kiếm thêm tiền lương để đáp ứng và hỗ trợ con cái. Cũng có một số bậc cha mẹ sau khi nghỉ hưu không những phải làm thêm những việc vặt mà còn bị khoán hết việc nhà. Thậm chí không chỉ lo cho bản thân, họ còn phải lo cho gia đình của con cái. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu mệt mỏi hơn gấp nhiều lần. Việc vắt kiệt sức lao động của cha mẹ sau khi về hưu là vô cùng phi lý. Đối với người già, không phải là kiếm thêm được bao nhiêu tiền để trợ cấp con cái, cũng không phải giúp con làm việc nhà mỗi ngày. Điều quan trọng là chăm sóc cơ thể của chính mình thật tốt. Bởi một khi mất đi sức khỏe, không chỉ bản thân mệt mỏi mà bạn còn trở thành gánh nặng đối với con cái. Thay vì dành thời gian cho những thứ làm cơ thể suy kiệt, cha mẹ nên tập thể dục và chăm sóc cơ thể. Vì một khi chúng ta mất sức khỏe thì dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ chi trả cho việc chữa bệnh. Khi cơ thể của chúng ta ngày càng yếu đi, không có nghĩa là chúng ta không thể có được hạnh phúc. Chỉ cần sắp xếp cuộc sống hưu trí có kế hoạch, chúng ta vẫn có được những ngày tháng tuổi già an nhàn. Thứ ba là không tiếp tục đưa tiền chu cấp cho con cái đã khôn lớn. Người lớn tuổi thường không tiêu tốn quá nhiều tiền bạc trong cuộc sống hàng ngày, nhưng không thể vì thế mà họ phải tiết kiệm tài chính rồi tiếp tục chu cấp cho con cái đã khôn lớn trưởng thành. Hầu hết những người đến tuổi trung niên đều suy giảm về thể lực, sức khỏe và sự minh mẫn. Do đó, chúng ta khó cạnh tranh được với những người trẻ tuổi cho cùng một vị trí. Chỉ có thể làm những công việc lao động đơn giản, chấp nhận thu nhập giảm đi. Nếu vẫn phải gánh trách nhiệm chu cấp tiền bạc cho con cái, áp lực tài chính của cha mẹ sẽ trở thành gánh nặng quá lớn. Khi bản thân đổ bệnh ốm đau, lúc đó họ mới vội vàng gom góp chi phí y tế để điều trị, chạy chữa cho bản thân, nhưng không phải lúc nào cũng kịp. Bên cạnh đó, nhiều bậc cha mẹ luôn quan tâm con cái quá mức. Họ thà để bản thân phải ăn tiêu rẻ sẻn, vẫn muốn dành cho con phần hơn. Điều này xuất phát từ tình yêu thương con, nhưng mặt khác có thể khiến các con sinh ra tâm lý ỷ lại. Khi con cái còn chưa tự lập mà đã có một khoản tài sản to lớn, đảm bảo nửa đời còn lại, êm ấm vô lo, thì họ
rất dễ đánh mất ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Đối với người lớn tuổi, việc phân chia của cải không công bằng lại là một vấn đề đau đầu khác. Nếu việc cha mẹ hỗ trợ tài chính cho con cái thiếu công bằng, bình đẳng sẽ dẫn đến bất hòa, mâu thuẫn trong gia đình. Chính những vấn đề phát sinh có thể sẽ càng làm trầm trọng thêm vấn đề sức khỏe tâm thần của chúng ta. Trên thực tế, từ góc độ của cha mẹ, tài sản là kết quả lao động chăm chỉ của nửa đời người. Cha mẹ có quyền tự do sử dụng và giao tài sản đó cho bất cứ ai họ muốn. Do đó, dù ít hay nhiều, đó cũng là món quà vô giá, đại biểu cho tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Thứ tư là không trả các khoản nợ của con cháu. Dù ở độ tuổi nào, con người cũng chỉ có thể trưởng thành khi học được cách chịu trách nhiệm với mọi quyết định, hành động của bản thân. Có những người trẻ tiêu xài quá nhiều tiền từ thẻ ngân hàng, rồi lại tiếp tục quẹt thẻ tín dụng, rồi không có khả năng trả hết nợ nần. Cuối cùng, cha mẹ bắt buộc là người phải thanh toán nợ cho con. Có những khoản nợ với giá trị rất lớn, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch nghỉ hưu và dưỡng già sau này, nhưng cha mẹ vẫn cắn răng thanh toán. Với người trung niên chưa đến tuổi nghỉ hưu, họ còn có thể kéo dài thời gian lao động để trả nợ cho con cái. Nhưng với người cao tuổi chẳng còn thu nhập, chỉ có những đồng lương hưu cố định mỗi tháng, số tiền nợ đó có thể là khoản chi tiêu cả năm của họ. Việc trả hết nợ cho con có nguy cơ dẫn đến hai tác động tiêu cực. Thứ nhất, người cao tuổi không chỉ gặp khó khăn về tài chính mà còn gặp vấn đề về tinh thần. Vì vậy, khi người cao tuổi đứng trước câu hỏi có nên giúp con cái trả hết nợ hay không, họ nên cân nhắc kỹ xem mình có đủ khả năng chống chịu căng thẳng và dự trữ tài chính hay không. Nếu dư giả thì giúp đỡ, nếu không có gì thì phải thẳng thừng từ chối để con tự học cách quản lý tài chính. Thứ hai, việc trả hết nợ cho con sẽ gây bất lợi cho sự phát triển và tự lập về lâu dài. Người xưa thường nói, muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Tương tự như vậy, để sửa lỗi thì người mắc lỗi phải chịu trách nhiệm và hậu quả cho những hành vi của mình. Cha mẹ không nên làm tấm chắn cho con. Nếu không, con cái không nhận ra lỗi lầm của mình, càng không có cảm giác cần sám hối, thậm chí còn tiếp tục phạm lỗi y như cũ. Khi đó, cha mẹ dù có bao nhiêu tài chính cũng không thể ngăn cản con cái phung phí không kiểm soát. Nếu con cái cứ tiếp tục hành động liều lĩnh, không quan tâm đến hậu quả, thì cha mẹ khó có thể hưởng một cuộc sống an ổn khi về già, mà luôn phải sống trong lo lắng cho con. Như vậy, làm sao con cái có thể trưởng thành, làm sao cha mẹ có thể yên tâm? Tóm lại, những bậc cha mẹ không nên bỏ ra hai loại tiền kể trên cho con cái, dù điều kiện gia đình tốt đẹp tới đâu. Tất nhiên, khi con gặp khó khăn, cha mẹ sẽ không nhẫn tâm để khoanh tay đứng nhìn, nhưng chỉ nên hỗ trợ con một mức nhất định, đồng thời động viên con phấn đấu tự lập, tự chăm lo cho cuộc sống của bản thân. Đó mới là cách tốt nhất cho các con. Và điều cuối cùng là không sống chung cùng con cái để tránh được những mâu thuẫn không thể hòa giải. Sau khi về hưu, nhiều người cao tuổi chủ động dọn về sống cùng con cháu. Họ sẵn sàng giúp đỡ, chăm sóc con cháu, mong gánh vác bớt áp lực. Mặc dù ý định là tốt, nhưng việc làm này có thể đem đến kết thúc không như ý. Thực tế, khoảng cách mới tạo nên cái đẹp. Khi hai thế hệ không chung sống dưới cùng một mái nhà, có thể giữ được mối quan hệ hòa thuận. Tuy nhiên, do sự khác nhau về tư tưởng, lối sống, việc sống chung có thể gây ra những mâu thuẫn. Một khi mối quan hệ trở nên tồi tệ, cha mẹ và con cái khó lòng nói chuyện và thể hiện tình cảm. Để có được tuổi già thanh thản, cha mẹ nên cố gắng không can dự vào cuộc sống của con cháu, chứ đừng nói là sống chung dưới một mái nhà. Khi một ranh giới vô hình tồn tại, đôi khi lại giúp mối quan hệ duy trì được sự hài hòa. Thay vì mệt nhọc trong nhà của con cháu sau khi về hưu, chẳng những không được con cái cảm ơn, mà bạn có thể bị nghe những lời phàn nàn, trách mắng. Vậy nên, để giữ cho tuổi già được an nhàn, chúng ta chỉ nên ghé nhà con cháu chơi và giúp đỡ chúng khi cần. Ngoài ra,
thì các bạn cũng đừng chiều chuộng cháu trai cháu gái của mình một cách thái quá. Bằng chứng cho thấy, sau khi một số người nghỉ hưu coi cháu gái cháu trai là những người thân nhất của họ, trong mắt họ, các cháu còn thân hơn cả con ruột. Thế nhưng, hậu quả của việc nuông chiều quá mức thường khiến các cháu không nghe lời, nghe một hư hỏng, không biết điểm dừng. Tuyệt đối không được như vậy, không nên can thiệp vào cách dạy con của con cái. Không được nuông chiều các cháu quá mức, bởi vì đó không phải là giúp mà là gây rắc rối, làm hại cháu, rồi hại cả gia đình. Nhìn chung, sau khi nghỉ hưu, dù giàu có đến đâu, cũng không nên quá chú tâm vào con cái, cháu chắt, mà nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn, suy nghĩ thoáng hơn, chăm sóc bản thân trước, con cái và cháu sẽ có hạnh phúc riêng của mình, quý vị nhé. Nói tóm lại, dù có thế nào thì cha mẹ cũng cần phải trở lại cho mình một đường lui trong vấn đề tiền bạc. Đó là không nên cho hết con cái số tiền hoặc tài sản của mình đang có, để rồi khi mình có ốm đau hoặc việc gì đó cần dùng đến tiền thì lại không tự chủ được. Nhất là như trường hợp của bác Nguyên mà phần đầu chương trình tôi đã chia sẻ thì không nên chút nào, quý vị nhé. Quý vị thân mến, ngẫm sự đời tin chắc một điều rằng quý vị ở đây ai cũng mong muốn bản thân có một cuộc sống suôn sẻ, hạnh phúc, con đường công danh sự nghiệp thuận lợi, gặt hái nhiều thành công, đúng không ạ? Tuy nhiên, để có được điều này không phải điều dễ dàng. Muốn có một cuộc đời an ổn, mọi sự hanh thông, chúng ta cần biết điều gì là đúng, điều gì là sai, điều gì cần tránh không nên làm. Trong số những việc đại kỵ cần tránh, có 3 việc kẻ khôn ngoan nhất định sẽ không làm. Đó là nói chuyện tùy tiện, làm việc tùy hứng và sống một đời tùy ý. Người phạm phải 3 điều này, tương lai khó thành công. Vậy đó là 3 điều gì? Quý vị đã phạm phải điều nào trong số 3 điều này hay chưa? Hãy cùng theo dõi để nếu có thì mình sửa đổi ngay, quý vị nhé. Việc thứ nhất, nói chuyện tùy tiện. Chuyện kể rằng có 2 học trò nọ cùng đi học ở một trường. Sau khi học xong thành tài, cả 2 đều lựa chọn về quê nhà lập nghiệp. Một người nói với người kia, 2 năm sau tôi nhất định sẽ đến nhà chào hỏi cha mẹ cậu. Vậy là 2 người hẹn ngày với nhau. Tới ngày hẹn, anh học trò nói mẹ chuẩn bị mâm cơm để đón tiếp bạn đến chơi nhà. Người mẹ nói, lời hứa của 2 năm trước liệu người ta có còn nhớ. Một lúc sau, người bạn kia quả nhiên tới như lời hẹn. Quý vị thấy đấy ạ, chẳng phải ngẫu nhiên mà người xưa có câu họa từ miệng mà ra, lời nói như gươm đau nằm trong miệng. Có thể quý vị vẫn nghĩ lời nói tưởng chừng không ảnh hưởng gì to lớn, nhưng thực chất nó lại ẩn chứa số phận của một người đấy, quý vị ạ. Một người khôn khéo, biết nói lời hay ý đẹp, xem sự thành tâm đi đến kết giao với mọi người xung quanh sẽ gặp được những người bạn tốt và luôn được họ yêu mến. Những người như vậy, vận mệnh thường có quý nhân bên cạnh giúp đỡ. Khi gặp khó khăn, thường có bạn bè tương trợ. Nhờ vậy có thể vượt qua được những giai đoạn trũng của cuộc đời. Ngược lại, những người nói năng tùy tiện, nói lời ngạo mạn không trung thực, gây tổn thương người khác, chỉ khiến bản thân kết thêm nhiều kẻ thù. Những người ăn nói tùy tiện, không suy nghĩ như vậy, thường tự gieo họa cho chính mình. Thậm chí đôi khi chỉ vì vài lời nói mà tự hủy hoại đi con đường công danh sự nghiệp của bản thân. Bởi vậy, người xưa có câu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Mọi lời nói của chúng ta đều có thể đưa cuộc đời mình tới những con đường rất khác nhau. Và đi con đường gập ghềnh khó khăn hay đi con đường bằng phẳng thuận lợi đều là do chính ta lựa chọn. Do đó, hãy cẩn trọng với lời nói của chính mình, quý vị nhé. Việc thứ hai, làm việc tùy hứng. Trong cuộc sống, bất kể là làm việc lớn hay việc nhỏ, nếu muốn đạt được kết quả tốt nhất thì quý vị đều phải đặt cái tâm của mình vào công việc đó. Bên cạnh việc đặt tâm trí vào công việc, chúng ta còn phải đặt cả vào đó tinh thần trách nhiệm, bởi không phải lúc nào công việc của chúng ta cũng suôn sẻ thuận lợi. Nếu quý vị làm việc mà không có trách nhiệm, lúc vui thì đặt nhiều tâm sức,
lúc không vui thì không làm nữa. Làm mọi việc tùy theo cảm hứng thì khó lòng hoàn thành được công việc, chứ chưa nói tới kết quả đạt được như kỳ vọng. Không những thế, những người làm việc tùy tiện hời hợt thường vô tình đặt bản thân vào những tình huống khó xử, dễ bị đánh giá không đúng về năng lực làm việc của mình. Điều này dễ gây bất lợi cho con đường công danh, sự nghiệp của bản thân. Nếu muốn vào một trường đại học tốt, chúng ta phải học tập đủ chăm chỉ. Muốn tìm được một công việc tốt, nhất định chúng ta phải có đủ năng lực cho công việc đó. Mọi thứ trên thế giới đều có giá của nó. Để có được thứ mà bản thân mình muốn, quý vị đương nhiên phải chấp nhận trả giá, chứ không phải ngồi đợi nó từ trên trời rơi xuống. Mỗi người có một hoàn cảnh, thân phận khác nhau. Người là trụ cột của gia đình nên có trách nhiệm với gia đình. Mỗi người đều có thân phận riêng và mọi người đều có trách nhiệm riêng. Nhiều lần, hành động của chúng ta không xuất phát từ tâm trí mà đến từ cảm xúc của chính chúng ta. Lúc đầu, ta có hứng thú nên bắt tay vào làm rất chăm chỉ. Nhưng sau vài ngày, bản thân ta lại cảm thấy chán và bỏ dở. Hôm nay, thấy cách học từ mới tiếng Anh hay quá, bắt tay vào học. Nhưng sau một tuần, thấy mất hứng và lười rồi bỏ đó. Đến khi thấy người khác thành công bằng cách học đó, quý vị lại tặc lưỡi cho rằng họ thông minh, họ có thời gian, rồi ghen tị với họ. Lúc họ học tập ngày đêm, làm việc tới sáng, thì quý vị lại đang trong group chat đủ chuyện trên trời với bạn bè, nhậu nhẹt chơi bời. Rồi đến khi họ vượt mặt, quý vị lại tỏ ra đố kỵ, ganh ghét và hãm hại người khác khi có cơ hội. Ai cũng có quỹ thời gian là 24 tiếng, sắp xếp công việc sao cho hợp lý thì chắc chắn sẽ có thời gian làm được nhiều việc. Hôm nay quyết tâm học nhưng buồn vẩn vơ nên không có tâm trạng học. Hôm nay buồn nên không làm việc chăm chỉ. Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của con người. Hãy học cách kiểm soát cảm xúc của chính mình để kiểm soát cuộc sống của chính mình. Chính vì vậy, khi làm bất cứ việc gì, ngẫm sự đời mong rằng quý vị hãy có cái nhìn tổng quát, đặt tâm trí và trách nhiệm để hoàn thành công việc, tránh làm mọi thứ tùy tiện, hời hợt. Như vậy, bạn mới thu được kết quả như mong muốn. Và cuối cùng, sống một đời tùy ý. Người xưa có câu, người quân tử biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Quý vị nên nhớ là làm người đừng quá tùy tiện, phải biết việc nào nên làm và việc nào không nên làm. Phải có lương tâm và mức độ của bản thân. Cho dù trong hoàn cảnh nào, một người phải hành động sao cho hợp tình, hợp lý, hợp pháp và không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm của anh ta. Nhưng khi một người phạm lỗi, dù cho lỗi đó nhẹ, không vi phạm pháp luật, nhưng lương tâm sẽ không bỏ qua cho anh ta. Anh ta sẽ bị chính lương tâm mình làm cho cắn rứt và đau khổ. Người quân tử khi gặp chuyện luôn biết phân biệt đúng sai, thiện ác, từ đó đưa ra những quyết định nên làm hay không nên làm. Chính những giới hạn của việc làm hay không làm đó giúp chúng ta phân định được một người có đức hay không. Bởi vậy làm người, quý vị nhất định phải biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, tuyệt đối không sống một đời tùy tiện, muốn cái gì thì làm cái đó, bất chấp việc đó là việc hại mình, hại người. Vì cuộc sống có hàng ngàn những cám dỗ, nếu không biết tự dừng lại và vượt qua những cám dỗ đường đời, thì đón chờ chúng ta trong tương lai là những thứ vô cùng tăm tối khó khăn. Quý vị dễ thấy, những người sống tùy ý, không có giới hạn là những người dễ sa ngã vào tệ nạn. Người như vậy không chỉ hủy hoại chính mình mà còn làm hại tới những người thân xung quanh. Bởi vậy, sống trong đời cần có nguyên tắc đạo đức phù hợp, hành xử đối nhân xử thế cần đúng mực, luôn giữ cho mình sự thiện lương nhưng cũng cần học cách giữ tôn nghiêm của bản thân. Quý vị ơi, hãy nhớ là xã hội có quy tắc, làm người cũng cần có nguyên tắc. Một người tử tế, lương thiện và sống có nguyên tắc sẽ được mọi người quý mến và tôn trọng. Mỗi người chỉ sống một lần, làm việc chăm chỉ và gặt hoa thơm trái ngọt của riêng mình.
để làm cho cuộc sống này có giá trị. Khi quý vị biết coi trọng cuộc sống, làm nhiều việc có ý nghĩa, thì cuộc sống sẽ không bạc đãi quý vị đâu. Quý vị thân mến, con người sống ở đời, cách đối nhân xử thế là thứ vô cùng quan trọng, bởi vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến cả vận mệnh của họ, quý vị ạ. Vì thế cho nên, đến một độ tuổi nhất định, chúng ta cần phải biết người biết ta, phân biệt rõ chuyện gì không nên làm, chuyện gì nên làm. Có nhiều chuyện không nên khoe khoang thái quá, càng thể hiện ra bên ngoài thì càng hủy hoại chính mình. Muốn sống cuộc đời an ổn, chúng ta nên biết chừng mực, duy trì sự khiêm tốn. Nếu không, người chịu khổ cũng chỉ là bản thân. Nhất là với ba chuyện sau đây, phàm là với người thân hay bất cứ ai, thì quý vị cũng tuyệt đối không nên khoe khoang. Nếu không muốn bản thân bị ảnh hưởng, bị mọi người coi thường. Vậy đó là ba chuyện gì? Ngẫm sự đời mời quý vị cùng chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé. Chuyện thứ nhất, không khoe tài phú. Có lẽ quý vị ở đây ai cũng hiểu được đạo lý không nên để lộ tiền bạc của cải ra ngoài. Bởi lẽ quý vị chẳng thể nào biết được thế giới ngoài kia có bao nhiêu hung hiểm. Làm người khi hành xử nên cố gắng khiêm tốn, vì núi cao còn có núi cao hơn. Người khôn còn có người thông minh xuất chúng gấp vạn lần. Bởi thế cho nên các cụ mình từ xưa đến nay mới dạy rằng khiêm tốn và dung dị với đời mới là cách sống của người thông minh. Khoe khoang tiền bạc hoàn toàn không được ích lợi gì mà còn thu hút điểm xấu. Hơn nữa, quý vị cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Phải biết cầm ô trước lúc trời mưa, phòng hờ trước mọi tình huống. Quý vị có giàu sang, quý vị hoàn toàn có quyền lựa chọn cuộc sống phù hợp, cũng không cần phải mỏi mệt vì lao động chân tay. Nhưng mà quý vị cũng biết đấy, cái gì cũng có mặt lợi và hại, vật cực tất phản. Khoe cái gì thì mất cái đó. Cuộc sống của mỗi người phải một mình tự trải qua, không phải sống chỉ để cho người khác nhìn. Khoe khoang không chỉ không nhận về sự tôn trọng mà còn thêm phiền phức khôn lường. Tục ngữ có câu, của cải không lộ ra ngoài. Khoe khoang tiền của lên mạng là một hành vi thiếu khôn ngoan, có thể sẽ mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Ngẫm sự đời từng biết, một bạn nữ điều kiện kinh tế gia đình rất tốt. Cô ấy thích mua những chiếc túi hàng hiệu và khoe chúng lên mạng xã hội. Thực ra, ý định ban đầu của cô ấy có thể không phải là khoe khoang, nhưng trong mắt người khác, đây chính là sự khoe khoang phù phiếm để tự đề cao bản thân. Thế là ngay lập tức, có một số chị em, bạn bè từng mặc cảm vì chênh lệch kinh tế giữa họ và cô ấy quá lớn. Giờ còn thấy cô ấy suốt ngày khoe túi thì cái cảm giác xa cách ấy lại càng nhiều hơn. Bắt đầu, cô không nhận ra vấn đề này, nhưng sau khi phát hiện thì cô đã rất phiền muộn. Nhưng dù sao, chuyện cũng đã rồi, không thể thay đổi được nữa. Việc khoe khoang vô ý này đã làm ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè, khiến cô ấy rất ân hận. Việc phô trương tài sản với người khác có thể nó sẽ mang lại cho quý vị sự thỏa mãn cái tôi, nhưng đồng thời cũng sẽ mang đến cho quý vị vô số rắc rối và những tổn thất không đáng có. Những người thông minh không làm điều đó. Chuyện thứ hai, khoe khoang thành tựu sẽ khiến người khác khinh bỉ. Minh Vũ là nhân viên kỹ thuật cho một tập đoàn phần mềm được 2 năm thì nghỉ việc với lý do rất chung chung là cảm thấy nhàm chán với công việc, không có sự sáng tạo. Vì không phải là một nhân viên quá xuất sắc nên sếp cũng đồng ý cho anh nghỉ việc. Sau gần 1 năm làm việc ở nhà, Minh Vũ muốn đi làm lại và anh bắt đầu giải hồ sơ đi ứng tuyển khắp nơi. Một công ty mới mở đã chú ý đến hồ sơ đẹp ắt là của Minh Vũ và nhận vào làm việc sau màn phỏng vấn mà Minh Vũ đã chém gió phần phật về khả năng của bản thân. Đã từng làm việc A, việc B, có kỹ năng hoàn hảo về việc C và có đủ các tố chất để trở thành một nhà lãnh đạo. Giữ vị trí trưởng nhóm, Minh Vũ từ một nhân viên bước lên thành sếp. Anh tự hào và hãnh diện vô cùng, ngày càng đăng những dòng trạng thái lên để khoe khoang vị trí mới của mình, hòng làm đồng nghiệp cũ và sếp cũ phải nhột vì đã không nhìn nhận ra khả năng tiềm ẩn của anh sau 5 năm làm việc tại công ty cũ.
Thay vì cố gắng để hòa nhập với đồng nghiệp ở môi trường mới và làm quen với vị trí mới, thì Minh Vũ lại ngày ngày sống ảo trên Facebook và mặc kệ cho nhân viên mỗi người làm một phách, hoàn toàn thiếu sự kết nối. Anh cũng không có ý tưởng nào mới mẻ hay đột phá gì cho công việc, mà suốt ngày chỉ chăm chăm lướt Facebook, nhắc nhở mọi người làm việc, rồi chờ đến 17 giờ 30 phút chiều tan sở là lượn ngay tức khắc. Hết một tháng thử việc, thấy công việc bị bê trễ và thấy Minh Vũ không tài năng như lời mà anh đã chém khi phỏng vấn, sếp gọi anh vào phòng nhắc nhở. Thay vì lắng nghe và tiếp thu, Minh Vũ cãi nhau tay đôi với sếp. Anh sừng sổ lên cho rằng sếp quá ngạo mạn, không biết vị trí của công ty nhỏ này đang ở đâu mà sao cho anh công việc quá sức, quá tầm, quá trách nhiệm của một người quản lý. Tôi tốt nghiệp bằng giỏi của đại học danh tiếng trong nước, có bằng thạc sĩ quốc tế, từng làm việc ở tập đoàn lớn của Việt Nam. Tôi tự tin vào năng lực của bản thân, tin sự nhạy bén, thông minh của tôi có thể giải quyết tất cả công việc. Vậy tại sao công ty lại không hài lòng về tôi? Vị giám đốc nghe xong chỉ thở dài. Cậu không kém, nhưng cậu chưa từng nỗ lực, chỉn chu làm việc cho bất cứ thứ gì. Thứ hại chết cậu chính là thứ ảo giác tưởng là mình giỏi. Chưa có thành tựu đã muốn ngồi trên ngai vàng, chẳng phải quá hài hước sao? Có một câu nói mà ngẫm sự đời thấy rất đúng với Minh Vũ, đó chính là người không tự cho mình là đúng thì trí óc mới có thể sáng suốt. Người không khoe khoang thì công trạng của họ mới có thể được khẳng định. Người không kiêu ngạo thì sự nghiệp mới có thể phát triển. Cách ứng xử của Minh Vũ rõ là đã tự tìm đường khó cho mình rồi. Khi quý vị khoe khoang, chém gió, bốc phét, giỏi tới đâu đi chăng nữa, không sớm thì muộn sẽ bị lòi đưa chuột ra thôi. Sống không bằng thực lực, chẳng lẽ quý vị định mặc cho mình một tấm áo quá rộng cả đời ư? Mà quả thực, trong xã hội, có vài người vừa đạt được ít thành tích vặt thì đã lập tức đem lên mạng xã hội khoe khoang. Những người như vậy rất dễ khiến người khác khinh thường, vì mọi người sẽ nghĩ rằng họ quá ham hư vinh. Mà người ham hư vinh thì thường sẽ không nhận được sự công nhận từ người khác. Trên thực tế, có lẽ sẽ có một vài người, thậm chí rất nhiều người đều có những trải nghiệm tương tự như nhau, cho nên thành tích của mọi người sẽ không có quá nhiều chênh lệch. Thế nên việc quý vị khoe khoang thành tích không giúp quý vị thu hút được sự chú ý của người khác đâu. Vì có thể có nhiều người bạn có thành tích cao hơn cả quý vị, nhưng chỉ là họ không chọn khoe nó lên mạng thôi. Do đó, khi quý vị khoe khoang quá lố lăng, quý vị sẽ lập tức trở thành trò cười trong mắt họ. Và cuối cùng, hạnh phúc cũng không phải là thứ để khoe khoang. Ngẫm sự đời có một chị bạn, hạnh phúc lắm. Chị lấy chồng đúng nghĩa soái ca, tài giỏi, có địa vị, có tiền. Về nhà vẫn lăn vào giúp vợ việc nhà, yêu và hiểu vợ, thương vợ rất mực, chẳng trái ý vợ bao giờ. Các gia đình tụ tập đi chơi với nhau, chị cứ như gái tân, ngồi tán gẫu với bạn bè, trong khi anh loanh quanh với con nhỏ. Chẳng có hình ảnh gia đình hạnh phúc nào thiếu trên album của chị để công khai cho thiên hạ xem chơi. Đùng cái, chị tìm tôi khóc hết nước mắt, nói là anh có bồ. Là vì phút yếu lòng trước sự tấn công của con bé nhân viên ngưỡng mộ sếp, vừa tài giỏi lại thuộc típ đàn ông của gia đình. Anh đã phản bội lòng tin của chị. Anh một lòng muốn quay về, nhưng tổn thương đã để lại trong chị thì dễ gì xóa hết được. Quý vị ơi, có một sự thật rằng hạnh phúc của con người lớn lao mà lại mong manh lắm. Nếu bạn thấy mình đang hạnh phúc, hãy nắm giữ riêng cho mình thôi. Có anh người yêu đẹp, anh chồng tốt, cứ thế mà hưởng, dạy gì đem khoe trước thiên hạ, với chẳng thiếu lòng tham sân si, đẩy hạnh phúc ra sóng to gió lớn, trách chi hạnh phúc không còn nguyên vẹn. Hơn nữa, ngẫm sự đời thấy có nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, thường thích khoe hạnh phúc của mình lên mạng xã hội. Có thể mục đích của quý vị đơn giản là muốn lưu giữ khoảnh khắc của mình, hoặc cũng có thể là để chứng minh rằng bản thân đang rất hạnh phúc. Nhưng quý vị ơi,
khi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của mình lên mạng xã hội, nếu làm một hai lần thì còn có thể nhận được sự chúc phúc của mọi người. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, mãi sẽ rất dễ khiến người khác phản cảm, quý vị ạ. Suy cho cùng, ấm lạnh, tự mình biết, nếu cứ cố tỏ ra vui vẻ, điệu bộ như thể nơi đây không có nỗi buồn, thì sẽ dễ khiến người khác nghĩ rằng quý vị đang che giấu vấn đề của mình đấy. Quý vị phải hiểu một sự thật rằng, hạnh phúc đích thực nằm trong tình yêu thương, thấu cảm, chứ không phải ở việc khoe ra bên ngoài hay hô lên cho mọi người rằng tôi đang hạnh phúc. Bản thân mình có đang hạnh phúc hay không, chỉ có quý vị là người biết rõ. Thậm chí nếu bạn thực ra không vui lắm với cuộc hôn nhân hiện tại, nhưng quý vị cố tỏ ra màu mè, khoe mẽ với mọi người rằng mình rất hạnh phúc, thế cũng chẳng để làm gì ngoài việc tự tạo thêm gánh nặng cho mình. Quý vị có thể nói dối người khác, nhưng chẳng thể nào dối bản thân mình cả. Tòa án đáng sợ nhất chính là tòa án lương tâm của mình, đúng không quý vị? Nếu quý vị là người hạnh phúc, thần thái của quý vị đã nói lên tất cả. Gương mặt của quý vị sẽ rất rạng người, ai ai cũng cảm nhận được. Còn khi quý vị khoe mình hạnh phúc nhưng tinh thần ủ rũ, người khác biết họ cũng vì ái ngại mà chẳng nói ra hay bóc mẽ quý vị để làm gì. Đừng vì muốn thỏa mãn, ham muốn hư vinh mà cố tỏ ra mình đang có cuộc sống hoàn hảo. Hãy cứ bình dị mà thôi, vì hạnh phúc của quý vị không phải ai cũng ủng hộ, chúc phúc, nên sẽ luôn có người không thích quý vị, muốn phá vỡ những gì mà quý vị đang có. Ngẫm sự đời đã vừa chia sẻ với quý vị về những điều không nên khoe khoang trong cuộc sống, dù là với bất cứ ai. Nếu quý vị khoe khoang những điều này thì sẽ chỉ gây tổn hại đến bản thân mình và khiến cho những người xung quanh xa lánh mình mà thôi. Video ngày hôm nay của Ngẫm sự đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với Ngẫm sự đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó, Ngẫm sự đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm sự đời.